Kiếm tiền nhân công trang trọng tham gia chương trình này. Một tốc cần có ký hiệu là GST. Con này giá trị của nó là một tốc cần có giá trị là 10 đô các bạn. Để tham gia trình này giúp các bạn lấy phần đi mô tả để chat chatbot, các bạn bấm nút ta và các bạn lấy cấp tra các bạn. Lấy cấp tra xong các bạn join vào ba kênh Telegram. Rồi Facebook thì các bạn follow request chatbot, rồi các bạn bấm vào một submit the action. Sau khi bấm submit the action các bạn lấy cấp tra nha các bạn. Lấy cấp tra xong các bạn điền username Telegram. Rồi các bạn điền username theo word, rồi các bạn bắt địa chỉ nha, gửi sẽ hẹn hơn vào. Rồi các bạn bấm vào balance. Mình đã nhận được một token GXC nha bạn. Các bạn bấm vào web link để liên kết chia sẻ cho bạn bè và người thân là nhận thêm token các bạn. Còn này chương trình này nạp nhận lãi. Video mình kết thúc các bạn. Mọi thắc mắc không hiểu của bạn có thể comment nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Dừng. Tạm dừng.